Xin được giao lưu với mọi người một cây thạch anh trắng hai da có độ trong rất tốt. Ở ngoài đây nó bám tinh thể, bám rêu. Ở chân của nó thì ở đây được hơi phớt tím một chút, phớt tím nhẹ. Tím nhẹ ở đây. Cái này thì chiều cao của đá là 15 cm. Độ trong gì quá tốt luôn. Cái chóp của đá. Viên này thì mình đang bán với giá là 250k. Nếu bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì xin mời liên hệ trực tiếp với mình thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp cho mình hoặc nhắn tin qua số Zalo cũng là số điện thoại trên. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video.